Trời Phật thương tình, Cát Tinh Cao Chiếu, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, quý nhân phò trợ. Vận số cực may, cực đỏ, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô tuổi Ất Sửu trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý cô luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm 2024, vận trình của quý cô tuổi Ất Sửu sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, đi kèm với đó cũng sẽ là không ít những cơ hội kéo đến. Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người, an hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Nếu như quý cô hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô tuổi Ất Sửu về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi Ất Sửu biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với quý cô trong năm 2024 âm lịch, quý cô cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải chi tiết. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Nữ mạng sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu, tức tuổi con trâu, thường gọi là hải nội chi ngưu, tức trâu trong biển, mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng trong biển. Năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, là 40 tuổi âm lịch và 39 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, thiên can của tuổi là Ất ngũ hành thuộc mộc, gặp năm Giáp Thìn thiên can giáp ngũ hành thuộc mộc là bình hòa. Theo đó, nữ mạng tuổi Ất Sửu trong năm này chủ về công việc bình thường. Nhiều cơ hội kiếm ra được tiền bạc, nhưng cơ bản chỉ đủ đảm bảo cho những khoản chi tiêu công việc cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó, người tuổi này thiên can thuộc mộc âm, gặp năm có ngũ hành thiên can là mộc dương, nên có sự tính toán, được quý nhân giúp đỡ công việc, xuất hành đi xa năm này được lợi. Xét về địa chi, theo tử vi tuổi Ất Sửu năm 2024 nữ mạng, địa chi Sửu của tuổi này có mối quan hệ tứ hành xung đối với địa chi Thìn của năm 2024. Nữ mệnh tuổi Ất Sửu trong năm này công việc làm ăn kinh doanh có thể gặp nhiều chuyện bất lợi. Bên cạnh đó, bản thân dễ vướng mắc vào những chuyện thị phi, gia đạo hoặc họ hàng chú ý về chuyện buồn phiền đưa tới. Ngoài ra, người tuổi này di chuyển công việc trong năm cẩn thận về xe cộ. Xét về ngũ hành, luận tử vi tuổi Ất Sửu nữ mạng năm 2024, ngũ hành của người tuổi này là kim, gặp ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn là quan hệ khắc nhập, xấu. Theo đó, năm Giáp Thìn với người hành kim sức khỏe cần hết sức lưu tâm. Bởi đây là năm người tuổi này dễ bị bệnh tật hoặc bị ốm đau. Cùng với đó, về công việc của không thuận lợi, dễ vướng vào chuyện khó khăn và kinh doanh không được như ý muốn. Mối quan hệ của gia đình không tốt, nhiều chuyện mâu thuẫn nảy sinh ảnh hưởng tình cảm. Tháng xấu nhất trong năm là tháng 8 âm lịch, chú ý về tình cảm và phương diện tài lộc. Xét về cung phi, xem tử vi nữ mệnh Ất Sửu, sinh năm 1985 năm 2024. Cung phi của người sinh năm này ly ngũ hành hỏa, gặp cung phi trấn ngũ hành mộc của năm Giáp Thìn là sinh khí. Sinh khí mang ý nghĩa về sao tốt. Đây là sao thể hiện việc mưu cầu danh lợi trong năm của chủ mệnh tương đối tốt. Bên cạnh đó, công việc dễ mở mang thêm. Ngoài ra, khi xét cung phi của năm có ngũ hành mộc tương sinh cho ngũ hành cung phi của tuổi này nên chủ về gia đạo trong năm có tin vui, đồng thời đưa tới những may mắn về công việc và được quý nhân giúp đỡ. Xét về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa, mọi việc trong năm Giáp Thìn của nữ mạng tuổi Ất Sửu không có nhiều tiến triển tích cực. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, cung phi và tứ trụ có thể thấy trong năm Giáp Thìn này đối với quý cô tuổi Ất Sửu có vận khí hung cắt đan sen. Cẩn thận phải lao lực vất vả khi tính chuyện mở rộng làm ăn, công sức cũng hao tổn nhiều hơn. Nhưng mọi thứ chỉ cần nỗ lực và bền chí, ắt sẽ thu được thành quả. Sức khỏe không tốt. Sao chiếu mệnh, sao thái âm, có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nữ mệnh gặp sao này thường phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, danh lợi lưỡng toàn. Hơn nữa, sao thái âm là sao bất động sản,
nên những việc như mua bán bất động sản, sửa chữa, tu sửa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Vận hạn, hạn tam kheo. Là hạn xấu chủ về sức khỏe, nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp hay các bệnh về xương khớp. Quý cô tuổi Ất Sửu năm 2024 gặp vận niên, cẩu cuồng phong. Là hình tượng chó bị gió độc, xấu, báo hiệu một năm tài lộc không mấy khả quan, sức khỏe kém, nhiều hoạn nạn, ít gặp may mắn, nhưng nếu biết nhẫn nại và khéo léo, kiên cường chờ thời cơ thì quý cô vẫn chuyển bại thành thắng. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Sửu có vận trình sự nghiệp hung cát đan xen, là một năm có tốt có xấu. May mắn quý cô có được sao Thái âm cát tinh trợ mệnh, nếu như cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Mặt khác cho thấy, quý cô tuổi Ất Sửu là người năng động, tháo vát, nếu như luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc, với tài ăn nói quý cô cũng dễ dàng gây được thiện cảm với cấp trên và đồng nghiệp, điều này cũng sẽ thúc đẩy sự nghiệp tăng tiến. Tuy nhiên, trong năm này quý cô tuổi Ất Sửu đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, ý chí không kiên định, dễ thay đổi, làm việc thiếu tập trung hay quên, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, cũng gây ra nhiều bất lợi. Công việc trong năm này đối với quý cô tuổi Ất Sửu nên tập trung phát huy thế mạnh của mình, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc, dễ được trọng dụng. Cơ hội cũng sẽ đến, kèm theo đó là không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng quý cô cần can đảm lên, dũng cảm đối mặt, sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình. Tử vi cho thấy quý cô tuổi Ất Sửu cũng sẽ có được sự may mắn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng nỗ lực hết mình để có được vị trí tốt hơn ở tại công ty, cơ quan nơi làm việc. Vận trình trong năm có tốt có xấu, quý cô nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp, ngoài sự chăm chỉ làm việc, thì nên cẩn thận các giấy tờ, điều khoản hợp đồng, chú ý đến lời nói và hành động của mình để sớm gặt hái được thành công. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Ất Sửu hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, có tài vận ở mức trung bình. Tuy năm này gặp khá nhiều hung tinh, nhưng theo tử vi thì vận số không có điềm báo nào ảnh hưởng nhiều đến vận trình tài lộc. Vận tài lộc của quý cô tuổi Ất Sửu về cơ bản cũng có tiến triển, dù có kiếm được tiền nhưng khó tích lũy, dễ phải chi tiêu cho những việc phát sinh ngoài ý muốn. Sao Thái âm là cát tinh trợ mệnh, giúp cho sự nghiệp của quý cô có được sự ổn định và có dấu hiệu tăng tiến. Nguồn thu nhập của quý cô trong năm này chủ yếu là thông qua công việc chính, công việc bên ngoài hay ngành nghề tay trái cũng cho thu nhập nhưng không nhiều. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Người làm kinh doanh buôn bán trải qua một năm tương đối vất vả, quý cô chưa phát huy được các kênh bán hàng, kể cả xu hướng sản phẩm và nhu cầu của khách hàng, hàng hóa bán không đều. Từ đó nguồn thu nhập tuy có thu nhưng không ổn định, trong khi đó nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống gia tăng do trượt giá thị trường cũng sẽ ảnh hưởng tới tình hình tài chính của mình. Quý cô tuổi Ất Sửu trong năm này cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm hơn, hạn chế ăn chơi, trưng diện, mua sắm những thứ không cần thiết hoặc tham gia vào quá nhiều các hoạt động vui chơi, du lịch mà gây tổn hao về tài lộc. Ngoài ra, quý cô cũng nên tránh cho vay tiền hoặc hùn vốn đầu tư lớn trong năm này để hạn chế thất thoát về tiền bạc không đáng có. Về cuối năm, vận trình của quý cô có phần khởi sắc hơn, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, nguồn thu cũng không ngừng tăng lên, quý cô cũng cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Xét về vận trình tình cảm của quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Ất Sửu không mấy lạc quan, bị ảnh hưởng bởi thiên khóc và giáp tý nên tình cảm rất xa sút,
gia đạo lẫn tình duyên đều u ám, dễ phát sinh nhiều điều bất hòa hoặc xích mích nhiều việc, có chuyện buồn đưa tới. Quý cô bản tính hướng ngoại, các mối quan hệ xã hội rộng rãi, điều này khiến cho người chồng của quý cô có sự ghen tuông, nghi kỵ, dẫn đến sứt mẻ trong chuyện tình cảm. Lại thêm, trong năm đang gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi sẽ dẫn đến nhiều bất lợi cho tình yêu lứa đôi. Những người đã có đôi có cặp hoặc mới kết hôn cũng sẽ phát sinh nhiều thị phi, bất hòa, vợ chồng không tôn trọng nhau, dễ giày vò lẫn nhau. Về vấn đề này, quý cô tuổi Ất Sửu nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, luôn hết mực vun vén cho hạnh phúc hôn nhân, nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ở độ tuổi trung niên, quý cô nên tập trung ổn định mọi thứ sẽ tốt hơn, nếu không cuối cùng sẽ phải hối hận. Xét về vận trình sức khỏe của quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Sửu có vận trình sức khỏe cũng không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tang môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn tam kheo, chủ về sức khỏe, làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, mắt, tay chân có nguy cơ bị sự cố. Thị lực suy giảm, xương khớp, tay chân bị thương tích do té ngã, xô sát và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Tử vi khuyên quý cô tuổi Ất Sửu trong năm này cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến. Trong năm này quý cô cũng có điềm báo gặp họa huyết quang, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn bằng kim loại, chú ý khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. Quý cô tuổi Ất Sửu cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo với cha mẹ, tạo dựng ý niệm tốt. Ngoài ra, quý cô cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, giúp cho quý cô tai qua nạn khỏi, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc được dồi dào hơn nữa. Quý cô tuổi Ất Sửu trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng không tốt, bệnh phù đả kích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, quý cô hay ốm vặt, thường xuyên mất ngủ, điều này gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Ất Sửu, nữ mạng hợp với giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Quý cô cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Ất Sửu gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Ất Sửu. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai,
ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Ất Dậu, sinh năm 2005, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Đinh Sửu, sinh năm 1997, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Bính Tý, sinh năm 1996, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Canh Tý, sinh năm 2020, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh họa hại, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không. Tam tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Như vậy, năm này làm năm Thìn, quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, không phạm hạn tam tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô tuổi Ất Sửu, không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô, không phạm Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, quý cô tuổi Ất Sửu, phạm phá Thái Tuế, bản mệnh cẩn thận hết sức trong mọi giao dịch làm ăn và bạn bè, đối tác, đặc biệt đầu tư hùn vốn cần xem xét kỹ lưỡng. Không nên gây thù chuốc oán với ai, trong chuyện tình cảm nên hết sức kín đáo và nhường nhịn. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch hư, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, quý cô tuổi Ất Sửu 1985 gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, cần đặc biệt chú ý tới hạn tam kheo và sao thái âm chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn tam kheo đối với quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp phải hạn tam kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp, các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiềm khích xảy ra. Có 3 điều cần biết để vượt qua hạn tam kheo đối với quý cô tuổi Ất Sửu. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Thứ hai, gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo, làm việc chân chính, không toan tính điều xấu. Đặc biệt, nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Thứ ba, cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết, yêu đương. Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Sự tác động của sao thái âm đối với quý cô tuổi Ất Sửu trong năm Giáp Thìn 2024. Sao thái âm được xem là phước tinh thuộc hành thủy, nên khi gặp sao này, cả nam mạng hay nữ mạng đều gặp may mắn, phước vận, có tài lộc và niềm vui, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao thái âm được quan niệm là chủ về danh lộc và hỷ sự, vì vậy bạn cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này để có được kết quả tốt. Người được sao thái âm chiếu mạng, nam hay nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc.
Cụ thể, cả nam và nữ giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình. Sao Thái Âm rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa, xây nhà cửa. Vì vậy, nếu mệnh chủ có ý định mua bán bất động sản hay xây dựng, sửa chữa nhà thì có thể tranh thủ tiến hành vào thời điểm này. Ngoài ra, người được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có phúc phần, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có quý nhân phù trợ, gặp được nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Âm vào 22 giờ đến 24 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn, hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm 2024 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tử vi tháng 1 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Ất Sửu cần lưu ý mặt sự nghiệp sẽ không được như ý, tính cách nóng nảy, ghét bị người khác ràng buộc, ép uổng. Có điểm tổn hại đến cấp trên mà ảnh hưởng tiền đồ. Tuy vậy về công việc lại có lợi hơn, nhất là khi quý cô biết cách vạch kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm. Đây là tháng mà quý cô có thể phát huy hết tài hoa và năng lực của chính mình. Lưu ý, thương quan quá vượng, cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tử vi tháng 2 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Điềm báo tử vi cho thấy, về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Ất Sửu không mấy tốt đẹp, bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh. Tính khí của quý cô thay đổi mạnh mẽ, quý cô tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng mọi người. Không chỉ vậy, hồng loan tinh xuất hiện dễ khiến cho quý cô rơi vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, đào hoa dữ, có nhiều mối quan tâm mới, ảnh hưởng tới danh tiếng của chính mình. Tháng này là tháng đinh mão, có sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý cô tuổi Ất Sửu gặp rất nhiều phiền phức, khiến quý cô gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Vận trình tử vi tháng 3 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Tử vi của quý cô tuổi Ất Sửu tháng 3 âm lịch năm 2024. Phương diện là công việc, khi tiếp xúc với những công việc mới bạn chớ hoang mang, lo lắng, bởi chỉ cần bình tĩnh là dần dần bạn sẽ làm quen được và tìm ra hướng tiến hành công việc phù hợp. Sự nghiệp gặp phải nhiều khó khăn, do có cục diện tương hại ngăn trở, nhiều sự cố bất chợt xảy đến khiến bạn tốn công, tốn sức giải quyết, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa cũng khuyên bạn nên phát huy tinh thần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận của mình. Sức khỏe cần đề phòng các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn giao thông, bị vật nhọn đâm phải, họa huyết quang hiện rõ, cần phải cẩn trọng. Vận trình tử vi tháng 4 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của quý cô tuổi Ất Sửu có phần khởi sắc, được tam hợp thái tuế trợ vận, mặt công việc, khi làm ăn hợp tác, hay làm các lĩnh vực liên quan tới, bất động sản, đất đai, có phần thuận lợi, tài lộc cũng có thu, nhưng chưa có được sự dư giả nhiều. Lúc thuận lợi quý cô cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Đây là tháng có nhân duyên tốt, nhưng cũng đừng quên, quan hệ tình cảm đang phạm hại tiểu nhân, nên quý cô cần phải vững vàng về tâm lý, giữ vững lập trường của mình. Vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Tháng này, vận khí không tốt, công danh, sự nghiệp, tài lộc khó bề như ý. Một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình do bạn đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Trong tháng bạn không nên tham gia vào các trò may mắn nếu không tiền đến tiền đi rất dễ phá sản. Do chịu ảnh hưởng bởi cục diện Sửu Ngọ tương phá, lại thêm thiên khốc, địa tang quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền, về phương diện tình cảm không như ý, quý cô tỏa ra lạnh lùng, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý cô, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Vận trình tử vi tháng 6 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý cô tuổi Ất Sửu sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc bạn. Quý cô sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Quý cô nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn, để quên đi sự muộn phiền,
Điều này cũng giúp cho quý cô tạo được niềm vui. Chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình để đem về những lợi ích chính đáng và gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Quý cô không nên tập trung vào các nghề tay trái, những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm. Điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc, không chừng sẽ mất trắng tay, lại đeo nợ vào mình. Ngoài ra quý cô trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Vận trình tử vi tháng 7 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Tháng này là tháng cô hồn quý cô tuổi Ất Sửu cần phải cẩn trọng về sức khỏe. Dù vận trình có phần khởi sắc, nhưng mưu sự chuyện lớn khó thành, tốt cho những người làm công chức viên chức, nhân viên văn phòng, công việc thuận lợi, được cấp trên cất nhắc. Có thể nhìn ra quý cô sẽ có một tháng tốt đẹp. Làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành, thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Sao Thiên Đức Cát Tinh chiếu mệnh, tốt cho những ai năng làm việc thiện, cơ hội việc làm cho quý cô sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tử vi tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Tháng mới, quý cô tuổi Ất Sửu gặp được cục diện ngũ hành tam hợp trợ mệnh, được quý nhân giúp sức, công việc của tuổi Ất Sửu vẫn trên đà tiến triển không ngừng. Có điều vì có nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên bản mệnh trải qua không ít khó khăn trước khi có được kết quả cuối cùng. Hơn thế, trong tháng tài vận tuy có tăng nhưng không nhiều, kiếm được đồng tiền phải tất bật hơn trước. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn, khi bạn biết tập trung lợi thế của doanh nghiệp mình. Vận trình tử vi tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Tháng mới sức khỏe giảm sút, dễ đau ốm, mất tiền thuốc thang trị bệnh, tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Cục diện tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại, những ai đang nỗ lực mà chờ có kết quả được như ý thì cũng đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Bạn nên nhớ rằng hiếm có lộc từ trên trời rơi xuống nên bạn đang phải tự lực cánh sinh, thế nên thành quả đến muộn cũng là chuyện dễ hiểu, lúc này đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn hơn. Vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Tháng 10 âm lịch, công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý cô cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Quý cô tương đối bận rộn, phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Nếu như phải cần đến sự giúp sức của người khác để hoàn thành, cũng đừng có ngại ngần khi nhờ tới anh em, bạn bè cùng nỗ lực hỗ trợ để hoàn thành được nhiệm vụ. Tháng này tài lộc của quý cô tuổi Ất Sửu có chút giảm sút, tuy vẫn có thu, nhưng có nhiều việc cần phải chi tiêu ngoài ý muốn. Ngoài ra tháng này quý cô cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Về sức khỏe, chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024, đối với quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Nhờ có nhiều cát tinh xuất hiện, vận trình của quý cô tuổi Ất Sửu có sự thay đổi tích cực, người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Ất Sửu trong tháng này tương đối tốt. Mặc dù tháng này gần cuối năm, tương đối bận rộn, nhưng tình hình nhìn chung được suôn sẻ. Quý cô có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Bước sang tháng 12 âm lịch 2024, đối với quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Trong tháng gặp cục diện Sửu Sửu phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng Thái Tuế án ngữ dẫn đến vận khí tiêu hao. Quý cô tuổi Ất Sửu bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng vận trình sự nghiệp của bạn không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ. Quý cô Ất Sửu cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Tháng có quan tinh lộ, quý cô nên nhớ là không được quá nóng tính, hãy chú tâm làm tốt công việc của mình. Vì đây là tháng cuối năm nên mọi thu nhập đề dồn về trong tháng này, tài lộc cũng vì thế mà gia tăng. Nhưng chi phí cũng không ít, quý cô nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu để không bị hao hụt số tiền lớn.
Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.